Hello và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh hướng dẫn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn 10 cách để mà tăng tốc độ mạng của mình lên thêm 20%. Thì cái 20% đó là do Windows nó giới hạn lại. Thì mình có thể bỏ cái giới hạn đó, mình có thể lấy toàn bộ băng thông luôn. Thì ok, trước tiên khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên để lại một like và một chia sẻ. Và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, bắt đầu luôn nào. Thì trước tiên các bạn vào cho mình phần tìm kiếm nha. Cái này có thể sử dụng trên tất cả các Win luôn. Thì các bạn nhấn tổ hợp là WinR. Hoặc là thường thì trên các máy như Win 7, Win 10 đều có cái tính năng gọi là tìm kiếm á. Thì các bạn vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ chữ run, bạn nhấn Enter, nó sẽ ra cái bảng này nè. Sẽ ra một cái bảng run này nè. Mình sẽ gõ là game. Mình sẽ gõ như theo trên màn hình nha. Rồi, vô đây thì các bạn làm theo mình nha. Vô đây các bạn chọn Computer Configuration này, Administrative Template nè, Network này. Ở đây bạn kiếm cho mình chữ QoS. Đây nó có một cái folder tên là QoS Package Scheduler. Thì cái này có thể làm được trên tất cả các Win nha. Nếu mà bạn không có, nếu mà các bạn biết cái tổ hợp phím là WinR, bạn nhấn WinR nè, là cái biểu tượng Windows trên bàn phím của bạn á, thì bạn nhấn nút đó xong bạn cộng thêm nút R nữa thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Hoặc các bạn gõ cái dòng lệnh lúc nãy mình nhập vô. Còn nếu mà bạn nào không biết cái tổ hợp phím đó thì các bạn có thể vào phần tìm kiếm thì nó, bạn gõ chưa lên thì nó cũng ra. Thì cái nào thì Win nào nó cũng có cái phần tìm kiếm đó hết á, thì các bạn có thể dễ tìm hơn nếu mà bạn không biết cái tổ hợp. Thì ok, đến đây thì các bạn có cái dòng ghi là Limit Reserve Verbal Bandwidth nè, bạn nhấn vô. Ở đây nó có một ghi cái là, ở đây nó có ghi là Not Configure này, không các bạn chỉnh sang Enable này. Ở đây nó ghi là Bandwidth Limit là 80%, các bạn ghi là không. Nhấn Apply này. Rồi nhấn OK. Rồi. OK, vậy là xong rồi đó. Thì OK, sau khi mà các bạn làm những mấy cái thay đổi lúc nãy mình chỉ á, thì bạn khởi động lại máy để cho nó áp dụng những cái thay đổi đó nha. Thì OK, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Nếu mọi người thích thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ, và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người các clip sau.